mẹ em lấy chồng sinh ra em bị, rồi sinh ra Phúc Tiếp cũng bị. Chồng của em thì anh sinh ra 2 tuổi anh mới bị. Rồi em đẻ ra con em mang thai 9 tháng và 6 tháng đầu đi siêu âm là bác sĩ đều thông báo bình thường, là lúc đó em rất là vui. Em nghĩ là em đi sắp hết chặng đường rồi mà bé nó được bình thường là chắc là trời cũng thương. Nhưng mà đến tháng thứ 8 là họ khẳng định là 100% là mắt bé có vấn đề. Thì bác sĩ chuẩn đoán là bị đục thủy tinh thể bẩm sinh và bị tồn lưu dịch kính nguyên thủy. Em nghĩ là nó, em mang thai bé 9 tháng 10 ngày thì chỉ còn có 1 tháng nữa là gặp con, nên là dù biết là bé nó bị nhưng mà em vọng muốn bé nó được chào đời. Em thì có chia sẻ về cái hoàn cảnh của chị lúc bấy giờ khi mà chị bắt đầu sinh em bé ra. Chị nói tao buồn mày ơi, đi khám mà coi như bác sĩ nói em bé bây giờ tao buồn. Em kêu chị buồn gì, cuộc đời mà ông trời không có lấy của ai gì đó, thôi ráng sinh cháu ra, ráng cố gắng nuôi cháu, tại vì mình đâu có gì đâu mình buồn, mình tại vì mù cũng đâu phải là gì đâu mà chỉ làm. Người ta có câu tàn nhưng không phế. Ngay từ bé, từ cái lúc mà Phúc nó còn khoảng tầm 4 tuổi, 3-4 tuổi là nó đã có thể đánh được đàn nhựa, cái đàn đồ chơi. Cho nên đến bây giờ là Phúc nó cũng đánh gọi là thành khá được, thành thạo nhờ cái sự mày mò. Khi ba qua đời thì em thấy gia đình đã thiếu đi một trụ cột rất là lớn, đó là ba. Thì bây giờ chỉ còn lại mẹ với chị thôi. Và em muốn là sau này khi mà lớn lên em sẽ là một cái người trụ cột giúp đỡ cho gia đình. Em thì bây giờ em muốn giúp được cho chị để mà cháu được mổ mắt nó còn thấy được chút sau này. Đó là niềm vui của em. Đấng sinh thành, sinh ta ra đời. Cảm ơn ông trời cho ta kiếm người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn? Phải sống thế nào để mẹ được vui? Tình cha bao la như núi cao ngang trời. Tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người. Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành. Dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẽ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả. Nghĩ đến cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần. Dấu vết chân chim vẫn đang từ ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả. Nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần. Dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần. Dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần. Dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Xin cảm ơn nhiều ạ. Xin cảm ơn.
hết run chưa? Dạ vâng, hết rồi ạ. Dạ. Hồi nãy ở trong kia là thấy run lắm là cứ... Cái bạn này nhắm con mắt lại không có tưởng là em hát luôn. Mở con mắt ra nhìn, ừ, cũng vậy luôn. Dạ. Cũng không thể tin là em đang hát. Dạ. Có nghĩa là cái âm thanh nó đẹp, cái cách em xử lý nó hay, nó gãy gọn mà nó tình cảm dễ sợ luôn á. Phúc ơi. Dạ. Bao nhiêu tuổi vậy em? Dạ em 16 anh ạ. Chà, còn trẻ quá vậy. Cho anh Thành hỏi là ước mơ em là gì? Dạ, ước mơ của em thì sau này em sẽ trở thành một người ca sĩ. Và em sẽ làm thêm massage để mà kiếm tiền để lo lắng cho mẹ và chị của em. Tại vì ba em là đã mất rồi. Cũng như anh Thành nói, cái giọng hát của em nó rất là sáng và nó vang mà nó sạch. Mà đặc biệt là hát rất là chuẩn. Tuy là trời không cho em ánh sáng nhưng mà ông trời cho em một cái tâm hồn cũng như là một cái tài năng. Và chị hy vọng là em sẽ sử dụng được cái tài năng này để em phát triển cho bước đường tương lai của mình. Vâng, xin cảm ơn chị và cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Dạ. Chị cho Như Quỳnh nghĩ sao? Thật sự khi mà em hát là chị mê mẩn. Hát với tất cả cảm xúc những gì em có. Dạ. Với 16 tuổi thì chị không nghĩ cái điều này nó đơn giản đâu, mà em trải qua rất 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 là nhiều những nỗi đau trong cuộc sống. Cuộc đời mà ông trời không có lấy đi của ai gì đó, đâu có gì đâu mình buồn. Người ta có câu tàn chứ không phế. Và khi mà nghe em hát lên như vậy, một người như chị cảm thấy mình còn yếu đuối quá. Nhìn thấy em chị khâm phục, rất là khâm phục em. Cảm ơn Phúc, hôm nay chị được biết em có một giọng hát rất là đẹp. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Và ngày hôm nay thì Phúc đến với phim trường cùng với lại chị gái của mình, chị Hạnh. Em mời chị Hạnh mình. Phúc ơi. Dạ. Là mình đứng yên chỗ không được hả em hay là... Dạ dạ, được anh, được được. Sao anh thấy là em có cái độ dao động đều á. Sao là nó có phải là... Có đưa cảnh trúc la đà với em. Tại vì như này khi em đi hát, người ta nói mày hát như thế đứng nó đơ quá, nên đứng nếu mà mày không diễn xuất được thì em hát em lắc qua lại. Ôi trời ơi. Đó giờ cũng lắc nữa nè đó. Không, là thói quen rồi, em cứ lắc thoải mái đi em. Phúc với chị Hạnh là mình là chị em như thế nào ạ? Dạ em với Phúc là chị em cùng mẹ khác cha. Chị Hạnh là một bên mắt mình là không thấy đúng không? Dạ em thấy một bên, còn một bên thì không thấy. Mà bên thấy này thì chỉ thấy được khoảng 15-20% gì đó thôi ạ. Mà con của mình đẻ ra cũng là bị cái gen này luôn? Dạ cũng bị gen, nhưng mà bé nó còn nặng hơn em là nó không thấy gì hết. Em mang thai bé 9 tháng 10 ngày thì chỉ còn có một tháng nữa là gặp con. Nên là dù biết là bé nó bị nhưng mà em vẫn muốn bé nó được chào đời. Mà cái này mình đi khám bác sĩ có nói chữa được cho bé không? Thì họ kết luận là mắt bé giờ không có điều trị gì được hết. Chỉ có đưa bé về rồi lo cho bé thôi. Thì nhưng mà em với chồng em bàn với nhau là dù có khó khăn thế nào thì cũng phải cố gắng để tìm lại ánh sáng cho con. Vì thấy hoàn cảnh hai vợ chồng như thế và thấy sự quyết tâm vậy nên là bác sĩ kêu là mổ cho bé. Không phải là để cho bé thấy được 100% như người thường, nhưng mà chỉ hy vọng là có thể cho bé được một chút ánh sáng gì đó. Ta chỉ có nhận biết được là sáng hay tối. Anh trai ơi, đúng không? Thôi ráng nha cưng. Mình không may mắn, mình gặp nhiều chuyện hơn dạ, người ta. Em biết. Thì ráng cố gắng để mà sống sao cho cái tài năng mình bù lại hết tất cả. Dạ và em sẽ cố gắng với những gì anh nói, sẽ không bao giờ buồn hay mặc cảm với số phận của mình. Cảm ơn em trai. Cố gắng lên. Người đàn ông mạnh mẽ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn bè, yêu con đường làng ngày ngày hai buổi đến trường, thuở con bắt bươm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam nòi giống là thồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy,
yêu cô nhà bên. Thùa còn hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa câu châu. Thương ai xa xứ nhớ nhà, bao năm tha phương đất là quê người. Ngập ngùi lòng xót xa, mắt lệ đong đầy vơi nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường. Ta không thể quên, mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trường sau. Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn bè, yêu con đường làng, ngày ngày hai buổi đến trường, thuở còn bắt bươm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam nòi giống là hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy. Yêu cô nhà bên, thuở nào hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa câu châu. Thương ai xa xứ nhớ nhà, bao năm tha phương đất là quê người. Ngập vui lòng xót xa, mắt lệ đong đầy vơi nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường. Ta không thể quên, mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trường sau. Ta không thể quên, mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Trời, nó hát cái miệng không có banh ra luôn đó. Mà đâu mà âm thanh nó vang vọng núi rừng không hiểu nổi. Nhờ lắc đó. Chắc vậy. Em mê chú Ngọc Sơn đúng không? Dạ. Đâu càng bạn Ngọc Sơn nghe coi. Hãy nhớ lời cha coi, vô. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nó hát nó không cần banh miệng ra luôn, mà ở đâu mà âm thanh nó ra vang lừng không hiểu. Giò lắc đó. Không lắc thiệt cả chứ. Giò lắc á, nó quậy cái hơi trong nó mới phọt ra. Nó phọt ra nó thành lóc xoắn á, hiểu không? Nó phọt đường lên thẳng. Mà hát cái miệng không có banh ra luôn đó. Mà ở đâu mà âm thanh nó vang vọng núi rừng không hiểu nổi. Mà cái giọng nghe chững chạc, nghe như rất đàn ông. Là chững chạc và manly đàn ông. Dạ cảm ơn anh Thanh. Ừ, mà khoái nhất là sau khi mỗi lần ca xong xem anh nhớ khoái cái đoạn này nó mới chết chứ. Nhỏ ơi sao lắc hoài bấy, nó đang cộng hơi đó. Nãy, trời nãy ca thì lắc rồi, giờ hết ca cũng lắc nữa ta.
nè, bây giờ đứng đợi chừng một phút rồi lắc lại nè nha. Không lắc thì tớ cào. Cào gì ta cào hoài vậy? Đó, đúng rồi, đó. Bây giờ nè, anh Thành kỹ nè. Mai mốt mình sống mình phải tự tin nha. Em có cái gì em phải... Nè, khi em bấu cái tay này lại có nghĩa là em thể hiện gì? Lo lắng, không tự tin, đúng không? Giờ mình không biết mình làm cái gì, mình bấu cái tay này lại. Thả cái tay ra thẳng là đúng rồi. Rồi, đứng nè, thẳng lên. Đứng nghiêm túc nè, thẳng lên nè. Thẳng hai cái chân, đúng rồi. Rồi, em ngước ngẩng cao mặt lên nha. Mai mốt khi em hát, em lấy cái tay này. Yêu dân tộc Việt... Thả ra. Lại nè. Yêu dân tộc Việt Nam. Không? Rồi em thử coi. Em hát và em giữ diễn tả lại coi. 2, 3 là thật tự tin lên, em đứng thẳng lên nha. Rồi 2, 3. Cả bạn đây nè, ông nội ơi đây nè. Rồi cả bình thường nè. Y như diễn tả cho khán giả nghe nè. 2, 3. Yêu dân tộc Việt Nam. Ông đuổi khán giả về không? Hồi nãy mà con Sam đứng đây nó tán rớt cái sóng mũi. Cái gì cũng phải có thời gian nha. Ở đây nó tán một cái thôi Thành, Thành thôi cứ để em nó lắc đi chứ mà yên bình hơn là nó. Nhưng mà đúng không, mai mốt cứ thoải mái đâu. Em thoải mái, em chỉ cần tay em để bình thường vậy rồi em hát. Em ngẩng cao đầu lên. Không, đây, tới đây thôi, đúng không? Đó, tự tin mà hát nha. Hai, thử cái nhẹ nhàng lại coi nè. Giống như mình kể chuyện. Không cần đưa tay. Bấu cái bụng thôi kìa. Hai, ba. Yêu dân tộc Việt Nam. Đó, không có việc gì phải lo sợ đấy nghe. Vòng ba ráng tự tin cho anh Thành nghe nha. Nên mỗi lần ca mình cứ để cái đầu mà thẳng vậy. Đúng cái biên độ này cho anh. Nhớ cái này, thấy không? Từ đây về sau không bao giờ được gục gì đó nghe chưa. Đó, còn ngoài ra thẳng về hết cho anh. Nghe chưa, nhớ nha, tự tin lên nha. Ok. Quên nữa, khi anh giúp em thì em phải nói anh câu gì? Slogan, vô. Xin cảm ơn nhiều. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng câu che nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương, bán dâu chợ cầu đồng ngôi à. Chị tôi chưa có chồng, thời con gái lưng ông có bao người hằng mong theo. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi, chị thương hai đứa mẹ ra còn đau ôi à. Chị tôi chưa lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây. Chị lại lo chuyện chồng con, ngày chia tay bên sông thấy chị buồn mà thương ngôi à. Chị tôi chưa lấy chồng. Sáng trăng có một người đàn ông qua, họ về xây chiếc cầu nối bờ sông. Nhìn chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn nối à, chị cùng mua lấy. Sông đã lâu không thấy người về đưa dâu.
để chỉ tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa. Hàng cây đau trái cau bao la buồn rụng rời ôi à, chị tôi chưa có chồng. Năm xa cách xa tôi chưa về làng quê thăm, nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô, mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi ôi à, mộ người chưa có chồng. Dạ vâng ạ. Không phải nghệ sĩ nào cũng có thể hát được bài Chị Tôi của Trần Tiến hay được như em đâu. À, cảm ơn. Em biết sao không Phúc? Sao anh? Thật ra thế này nè Phúc à. Anh nói gì ạ? Cái mỗi lần tôi cảm xúc là nó hỏi, nó chêm vô một câu. Thế này nè Phúc ơi, là tại vì á, ông trời đúng là lấy em ánh sáng, nhưng mà trả lại cái ánh sáng đó cho cái giọng hát của em. Hôm nay em hát vì người nhà của em, nhưng sẽ có một ngày em hát cho bản thân mình. Nếu như có một cái cuộc thi nào mà về hát, hy vọng em đăng ký thi với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp. Cái này thì em sẽ cố gắng ạ. Và anh gửi tặng em món quà để em nhớ đến những lời động viên này của anh. Em ráng sống cho tốt nhé. Dạ vâng. Anh gửi em 5 triệu đồng nha. Dạ vâng, cảm ơn anh Thành rất nhiều. Còn Phúc thì chị chỉ ngạc nhiên là em tự mày mò, em tập hát, nhưng mà em lại biết được những cái kỹ thuật đóng âm. Ví dụ như là chị tôi chưa lấy chồng, chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau ôi à, chị tôi chưa lấy chồng. Em nó đưa cái mic lên cái khu vực gần mũi để cái âm thanh nó phát ra nó vang hơn. Cái đó là cái hay mà em tự mày mò ra. Mà Trâm biết có cái điều này trường không chỉ được mà nó có luôn. Đó là hát một cái bài nó ra cái hồn của cái bài. Cái đó không ai dạy được. À, cái cách mà em hát á, là em kể chuyện mà người ta chờ để được nghe em kể những cái đoạn tiếp theo. Đúng, dùng từ chờ là đúng. Cái thẩm mỹ âm nhạc của em rất là tốt. Và mỗi lần mà em luyến cái chữ ối a đó, đó là rụng tim hết. Bởi vì nó có cái sự đổi mới cho cái cách phối bài. Người ta nghe là người ta cảm nhận, là người ta thấm cái bài hát. Dạ, cảm ơn. Phúc ơi. Dạ. Hôm nay là mình đạt giải nhất rồi, cảm giác làm sao? Vâng, em rất là vui khi đoạt được giải nhất. Có được số tiền 20 triệu đồng để có kinh phí mổ mắt cho cháu. Và không biết nói gì hơn, xin cảm ơn chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều.